Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với bản tin chuyền bóng đá ngày 17 tháng 2. Mở đầu bản tin hôm nay, chúng ta sẽ cùng trở lại với vụ lùm xùm của Man City. Sau khi bị cấm thi đấu 2 năm tại Cúp châu Âu do vi phạm luật công bằng tài chính, những tưởng như thế đã là toang lắm rồi. Nhưng mà thật ra Man City còn có thể toang hơn nữa ông giáo ạ. Ngày 16 tháng 2, tờ Daily Mail đưa tin ban tổ chức Premier League đang xem xét khả năng tước chức vô địch mùa giải 2013-2014 của Man City vì những vi phạm trong thống kê doanh thu. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad cũng đối diện nguy cơ bị trừ điểm, thậm chí bị giáng xuống giải hạng 4 nước Anh. Cùng với đó là rất nhiều khả năng những ngôi sao lớn như là Aguero, Raheem Sterling hay là Kevin De Bruyne có thể sẽ sẵn sàng chia tay Man City. Và cái tên đầu tiên úp mở chuyện tương lai của mình đó chính là tiền vệ Bernardo Silva. Trả lời phỏng vấn tờ Eleven Sport, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trả lời rằng: "Tôi đã chia sẻ rất nhiều lần rồi. Có lẽ tôi đã khá nóng vội khi mà rời Benfica hơi sớm một chút. Vì vậy tôi nghĩ rằng tôi có thể quay lại đó. Nơi đội bóng muốn tôi hoàn toàn có thể quay trở lại." Vâng, một câu trả lời rất tỉnh của Bernardo Silva. Trong bối cảnh mà Man City dự đoán là tan đàn xẻ nghé như này thì nguy cơ toang luôn cả đội hình là rất lớn. Mặc dù vậy thì chủ tịch của Man City vẫn khá cứng rắn. Ông nói luôn rằng: "Trong vòng 10 năm tới, tôi sẽ chi ra 30 triệu euro để thuê 50 luật sư giỏi nhất thế giới kiện UEFA." Vâng, đó là khi người giàu nổi giận. Còn câu chuyện này xuất phát từ đâu thì xin hãy hỏi thanh niên Rui Pinto, quốc tịch Bồ Đào Nha này. Anh chính là người đứng đằng sau Football League, tổ chức chuyên phanh phui những bí mật trong thế giới bóng đá. Năm 2015, Pinto đã tìm ra được những tài liệu tố cáo gian lận trong tài chính của Man City và đưa chúng ra ánh sáng bằng cách kết hợp với tạp chí The Spiegel của Đức. Không chỉ vậy, theo tờ Daily Mail, Pinto còn lưu trữ khoảng hơn 70 triệu tài liệu, bao gồm rất nhiều những bằng chứng phạm tội của các câu lạc bộ bóng đá lớn ở châu Âu. Vào tháng 1 năm 2019, thanh niên Pinto này đã bị bắt vì cáo buộc là đã tấn công thông tin của các tổ chức bóng đá lớn trên khắp châu Âu. 2 tháng sau, anh đã bị dẫn độ về Bồ Đào Nha và chờ ngày xét xử. Tháng 12 năm 2019, Pinto trả lời phỏng vấn của truyền thông. Hacker này đã khá là bình thản khi mà thừa nhận tội danh, đồng thời có những chia sẻ chấn động rằng: "Tôi biết bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi biết mình có thể sẽ bị truy tố, vì vậy luôn sẵn sàng cho điều này. Họ sợ những gì mà tôi biết." Hôm 13 tháng 2 vừa qua thì Pinto bị từ chối đơn kháng cáo và phải đối mặt với 90 tội danh khác nhau, từ xâm phạm trái phép cho đến phá hoại và lừa đảo. Đối với các fan của Man City thì chắc hẳn là họ đang muốn làm thịt thanh niên này hơn bao giờ hết. Nhân tiện chuyện đang nói đến hacker thì mới đây trang Twitter chính thức của Barcelona đã bị một nhóm hacker xâm nhập. Việc Barcelona bị hack tài khoản Twitter là điều không còn quá xa lạ. Năm 2014, người hâm mộ đội bóng chủ sân Camp Nou đã vô cùng bất ngờ khi mà chứng kiến trang Twitter của câu lạc bộ đăng lời kêu gọi không nhận tiền tài trợ từ Qatar Airways, đồng thời gửi những thông điệp yêu thương đến đội bóng Real Madrid. Thế nhưng mà lần này thì khác, nhóm hacker trên đã công khai thông tin Neymar sẽ trở về Camp Nou trong hè tới. Nhóm hacker này tự xưng là Admin đã chiếm quyền kiểm soát trang Twitter chính thức của Barcelona. Nhóm hacker này còn khiến cho bộ phận admin của Barcelona phải mối mặt với lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng: "Xin chào, chúng tôi là Admin." Chà, đây là lần thứ hai rồi nhỉ. Mức độ bảo mật đã tốt hơn rồi đấy, nhưng mà chưa phải tốt nhất đâu. Để cải thiện bảo mật tài khoản của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi nhé. Bên cạnh đó, nhóm hacker này cũng đã thông báo những chuyện riêng tư của Barca về chủ tịch Jose Bartomeu hay là Neymar. Nhưng mà với trường hợp của Bartomeu thì nhóm hacker này chỉ gắn hashtag là Bartomeu out, như là đã nói hộ tấm lòng của rất nhiều các cooler. Những bài đăng của nhóm này đã bị xóa ngay sau đó. Tuy nhiên, những người hâm mộ vẫn kịp chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Chúng ta có thể nói rằng mức độ bảo mật của tài khoản Twitter Barcelona cũng chắc chắn chẳng kém gì hàng phòng ngự của Barcelona vậy. Chuyển sang những thông tin đến từ Premier League. Ở vòng đấu thứ 26, trận đấu giữa Tottenham và Aston Villa đã kết thúc với chiến thắng 3-2 nghiêng về gà trống. Mặc dù được đánh giá cao hơn, nhưng Tottenham Hotspur lại gặp khó khăn trước lối chơi khó nhằn của Aston Villa. Chủ nhà đã tạo ra bất ngờ khi mà có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 9.
Quả tạt bên phía cánh phải của El Ghazi là không quá khó. Thế nhưng mà Toby Alderweireld lại có pha xử lý long ngóng. Sau đó bóng đổi hướng và lăn về lưới nhà trong sự vô vọng của thủ thành Lloris. Nhưng phút sau đó Tottenham đã phải đối mặt với sức ép nặng nề. Jack Grealish đã chứng tỏ sự khéo léo của mình trong những tình huống đột phá. Nhưng mà những người đồng đội của anh lại không thể chuyển hóa chúng thành bàn thắng. Mặc dù bị dồn ép nhưng mà Spurs đã bất ngờ có bàn gỡ ở phút thứ 27. Lại là cái tên quen thuộc Toby Alderweireld. Anh đã lập công chuộc tội bằng pha xoay người dứt điểm tung lưới đối phương. Alderweireld như muốn phát biểu rằng tôi sai thì tôi tự sửa. Hai đội sau đó đã có những phút thi đấu đôi công nghẹt thở. Tottenham là đội may mắn hơn khi mà được VAR trao tặng cho một quả 11m. Tuy là có một chút sai sót nhưng mà Son Heung-min vẫn kịp ghi bàn để đưa Tottenham vươn lên dẫn trước ở phút cuối hiệp 1. Với pha lập công này thì Son Heung-min đã trở thành cầu thủ châu Á đầu tiên trong lịch sử ghi 50 bàn thắng tại đấu trường Premier League. Đây là điều mà biết bao nhiêu thế hệ đi trước, bao gồm cả huyền thoại Park Ji-sung cũng không thể làm được. Bước sang hiệp 2, thế trận có phần cởi mở hơn. Sau rất nhiều nỗ lực tấn công thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến cho phía Aston Villa. Phút thứ 52 từ quả tạt bên phía cánh trái. Đội chủ nhà đã có bàn thắng gỡ hòa sau một pha đánh đầu. Không chấp nhận kết quả như vậy, Tottenham tràn lên tấn công. Các chân sút như là Dele Alli hay là Son Heung-min thi đấu cực kỳ năng nổ. Nhưng mà lão tướng Pepe Reina thì đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi mà lần lượt từ chối tất cả các cú sút từ phía đối phương. Tưởng chừng như là trận đấu sẽ kết thúc với kết quả hòa. Thì bỗng nhiên ở những phút bù giờ cuối cùng, hàng thủ Aston Villa mắc sai lầm. Son Heung-min lúc này dẫn bóng thoát xuống hạ gục thủ thành đối phương. Qua đó sắm vai người hùng giúp Tottenham giành trọn vẹn 3 điểm. Ở mùa giải năm nay, Son Heung-min đang là cầu thủ chơi hiệu quả nhất của Tottenham. Anh đã trực tiếp tham gia vào 24 bàn thắng trên mọi đấu trường với 16 bàn và 8 kiến tạo. Với chiến thắng này, Tottenham chỉ còn cách Chelsea 1 điểm. Còn với Son Heung-min, anh đã ghi bàn trong 5 trận đấu liên tiếp để giúp câu lạc bộ của mình giành thành tích với những kết quả có lợi. Chuyển sang thông tin từ La Liga, ở vòng đấu thứ 24 diễn ra rạng sáng nay, sau 81 ngày phải rời xa sân cỏ vì chấn thương, Eden Hazard đã tái xuất trong trận Real tiếp đón Celta Vigo. Mặc dù Eden Hazard chơi khá xông xáo và mang về cho Real một quả penalty, nhưng mà sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự và cuối trận đã khiến đội chủ nhà phải trả giá. Kiểm soát bóng lên đến 65% và tung ra 15 pha dứt điểm. Thậm chí là Real Madrid còn lội ngược dòng để dẫn trước Celta Vigo với tỷ số 2-1 và duy trì thế dẫn bàn đến tận phút thứ 84. Tuy nhiên, sai lầm trong khâu kèm người của Ramos và Rafael Varane đã khiến Los Blancos phải trả giá. Phút thứ 85, với một trong những pha tổ chức tấn công sắc nét hiếm hoi của mình, Celta Vigo đã tát nguyên một gáo nước lạnh vào mặt Real Madrid. Denis Suarez có đường kiến tạo loại bỏ hàng phòng ngự của Real Madrid cho Santimina băng xuống dứt điểm, ghi bàn để cầm hòa kênh kênh trắng. Chỉ có được một điểm trước Celta Vigo, thầy trò huấn luyện viên Zidane đã lỡ cơ hội duy trì khoảng cách điểm số với Barca. Lúc này sau 24 vòng đấu, bên kênh kênh chỉ còn hơn đại kình địch Barcelona 1 điểm. Nhìn cái bảng xếp hạng như này thì chắc chắn là trận El Clasico sắp tới sẽ hấp dẫn lắm đây. Ở một diễn biến khác trên đất Đức, Bayern Munich đã tiếp tục nối dài mạch trận bất bại của mình bằng chiến thắng 4-1 trước FC Köln. Trong khuôn khổ vòng 22 Bundesliga, 3 điểm trọn vẹn này của Hùm Xám đã tiếp tục củng cố ngôi đầu bảng của mình. Cú đúp kiến tạo cho chiến thắng này đã giúp tiền vệ Thomas Müller tạo ra kỷ lục mới tại giải đấu cao nhất của nước Đức. Từ khi mà những số liệu thống kê được áp dụng tại Bundesliga từ mùa giải 2004-2005, không có bất cứ một cầu thủ nào có được số đường truyền dọn cỗ nhiều như Müller sau 22 vòng đấu. Lúc này, tài năng trẻ 30 tuổi của chúng ta đã có 14 đường kiến tạo tính đến lúc này của mùa giải. Trước FC Köln thì chỉ cần có 5 phút để Müller có 2 đường truyền kiến tạo cho Lewandowski và Coman lập công. Sau 90 phút thi đấu, ngôi sao của Bayern Munich cũng đã tung ra 7 đường truyền tạo cơ hội cho đồng đội dứt điểm, uy hiếp khung thành đối thủ. Müller của ngày trước là chuyên gia săn bàn, còn Müller của ngày nay thì đã chuyển qua chuyên gia kiến tạo. Tiêu điểm chôn ngày hôm nay của chúng ta chính là trận đấu giữa Newcastle và Arsenal. Mikel Arteta đã có sự trở lại ấn tượng sau 2 tuần nghỉ ngơi. Đây là khoảng thời gian quý giá để ông rà soát lực lượng và có điều chỉnh thích hợp.
Trong trận đối đầu với Newcastle, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã có sự mới mẻ trong đội hình xuất phát. Dani Ceballos đã bất ngờ thay thế Lucas Torreira ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó thì tài năng trẻ Nketiah được đá cao nhất trên hàng công. Trước đối thủ được đánh giá thấp hơn, pháo thủ đã nhanh chóng thiết lập thế trận. Tuy nhiên, game này cũng không phải là dễ. Hiệp một kết thúc mà không có bất cứ bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, chỉ sau có 10 phút, thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã khai thông thế bế tắc. Bàn thắng đến ở phút thứ 57 do công của Aubameyang. Người kiến tạo lần này chính là thánh quỷ Pepe. Bàn thắng của Aubameyang cũng đã chính là bước ngoặt của trận đấu. Chỉ đúng 3 phút sau, thay vì kiến tạo, Pepe đã đích thân ghi bàn, nhận được cách biệt cho pháo thủ. Với 3 lần dứt điểm, 4 đường truyền quyết định, 1 bàn thắng và 2 kiến tạo, Arsenal xin trân trọng thông báo đã có bản full track của Pepe. Mặc dù đã dẫn trước 2 bàn, tuy nhiên thì Arsenal vẫn khát khao chiến thắng và tiếp tục dồn ép đối thủ. Đến phút 90, Lacazette xoay sở rất tốt trước khi chuyền bóng dọn cỗ để Ozil ra chân dứt điểm. Thủ thành Duraka đã thêm một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng. Đây đã là bàn thắng thứ 4 của số 10 vào lưới Newcastle. Có thể thấy chích chòe là một món ăn rất ưa thích của Ozil mắt lồi. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Ozil ở mùa giải năm nay. Lần gần nhất mà tiền vệ 31 tuổi sẽ lên đối phương đã là từ tháng 4 năm ngoái. Nhưng mà kết quả của trận đấu vẫn chưa kết thúc ở đây. Đến phút bù giờ thứ 6, Lacazette đã ra chân ghi bàn từ đường kiến tạo bên phía cánh phải. Tỷ số chung cuộc là 4-0 dành cho pháo thủ. Chiến thắng này đã giúp Arsenal tạm thời vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Khoảng cách với top 4 giờ đã thu hẹp xuống còn 7 điểm. Ở vòng đầu tới, Arsenal sẽ tiếp tục được chơi trên sân nhà và tiếp đón một đối thủ đầy khó chịu, đó là Everton. Đội bóng cũng đang có phong độ cao trong thời gian gần đây. Nhưng mà trước đó họ sẽ phải hành quân trên đất Hy Lạp để làm khách của Olympiacos cho trận đấu lượt đi vòng 1/16 Europa League. Đến đây thì bản tin chôn ngày 17 tháng 2 cũng xin phép kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh và rung nút chuông để đón xem những bản tin hấp dẫn mới nhất nhé. Xin cảm ơn.